Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Giám thị trại giam số 5 thuộc Cục C10 Bộ Công an vừa phát đi thông báo truy tìm một phạm nhân trốn trại đóng trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Theo thông báo, vào khoảng hơn 11 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2022, phạm nhân Lầu A Tủa, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại bản Khua Họ, xã Huổi 1, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, trong quá trình lao động tại trại giam số 5 đã trốn khỏi nơi giam giữ. Trước đó năm 2021, Lầu A Tủa phạm tội cố ý gây thương tích và bị bắt giữ vào tháng 11 năm 2021. Sau đó Tủa bị tuyên phạt 7 năm tù và phải chấp hành án phạt tại trại giam số 5. Đặc điểm nhận dạng, phạm nhân Lầu A Tủa cao 1m65, da ngăm đen, tóc ngắn, sống mũi thẳng, mắt một mí, khuôn mặt hình chữ nhật, sẹo chấm cách 0,5cm dưới mép phải. Ban giám thị trại giam số 5 thông báo với công an và người dân khi thấy đối tượng Lầu A Tủa có quyền bắt giữ hoặc báo ngay cho đơn vị theo số điện thoại Đại tá Lê Văn Cứu, giám thị, số điện thoại 097 546 1555 hoặc Phó Giám thị Định Công Chiến, số điện thoại 091 436 7997. Trao đổi với Vietnamnet trưa ngày 11 tháng 12, Đại tá Lê Văn Cứu, giám thị trại giam số 5 thuộc Cục C10 Bộ Công an, đóng trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn chưa bắt được phạm nhân Lầu A Tủa.